Trời ơi. Chờ con nãy giờ đó. Cái con quỷ đó đối với mày như vậy mà mày còn tới chỗ nó nữa hả? Vậy em nói đúng đó. Vợ chồng mà không tin tưởng nhau, cạn tình như vậy, em đừng có níu kéo làm cái gì hả? Má không bao giờ chấp nhận cái đứa con dâu như nó. Con ly dị nó đi, mày tiếc nuối cái gì? Má, chuyện vợ chồng con biết tự giải quyết mà. Mày giải quyết cái gì? Mày không thấy nó bỏ mặt mày trong trại tạm giam hả? Trong khi đó con bích gì mày cực khổ hổm rài tìm nhân chứng cho mày, về không thấy mày cảm ơn người ta một lời nữa. Anh xin lỗi, anh tính là ngày mai ra nhà máy rồi mới cảm ơn em. Không có gì đâu anh. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi ha. Dạ con mời má. Hôm nay em hơi mệt, thôi con xin phép má con vô phòng. Má đã chuẩn bị bữa cơm đang mừng em rồi. Em ăn với mọi người một chút đi. Mày đừng có bất hiếu quá đi. Hôm nay má gì mày bệnh lên bệnh xuống, bây giờ về ăn với má bữa cơm cũng không chịu là sao? Nó có bao giờ để má trong mắt của nó đâu. Nói ra cái gì cũng cãi, nói ra cái gì cũng cãi. Thôi má. Thôi mình ăn cơm đi. Còn những cái chuyện khác thì tính sau. Dạ. Thằng Thành đã biết lỗi rồi má. Bích, bữa cơm này em với thằng Thành là gia chính đó nha. Dạ. Ăn đi con. Con mời má ăn cơm. Chồng của mình bị bắt quan, em không vô thăm ngày nào, còn ở đây vui vẻ với người đàn ông khác hả? Dì ba, ngủ không được hả con? Dạ. Có chuyện gì nói cho dì nghe đi. Con đang mang thai đó, lo lắng không có tốt đâu. Chuyện của con với anh Thành con không biết tính sao cho đúng nữa gì. Sao rồi? Quà này nó có tới kiếm con nữa không? Dạ có. Quà nè, con còn thương nó đúng không? Nhiều lần con nghĩ con sẽ chia tay với anh, nhưng mà con lại không đủ can đảm để làm chuyện đó. Có phải con lụy tình lắm không gì? Chuyện tình cảm luôn luôn là vậy mà con. Có người thì bị phản bội, có người thì yêu đơn phương. Biết là không phải đó, nhưng sao không buông bỏ được. Hoa à, dù thiệt lòng á, dì không có muốn con quay lại với thằng Thành, với lại không có muốn con quay về cái nhà đó làm dâu nữa. Nhưng nghĩ đứa nhỏ nó không có cha, sau này nó thiệt thòi nhiều lắm. Thôi thôi thì con ráng một lần cuối nữa còn sao. Ngày mai dì sẽ qua kiếm thằng Thành để nói chuyện, để coi thái độ nó có ăn năn không nha. Dạ. Thôi nằm xuống ngủ đi con. Bớt sốt rồi đó con. Con cũng đỡ nhiều rồi, chắc là uống thêm hết đợt này là khỏe lại à. Má đừng có lo. Bữa nay con muốn ăn cơm hay ăn cháo nè? Thôi má đừng có nhắc tới cái chữ cháo. Cháo gà, cháo gì
Mệt lắm, ngán lắm. Ừ. Bữa nay nhà nấu gì con ăn cái đó. Thành à, Qua này con bệnh cho nên má không có muốn nói nhiều. Nhưng mà chuyện con với con Qua đó, con nên suy nghĩ kỹ lại đi. Má chỉ cần đứa con dâu hiểu chuyện và thương con thôi. Nhưng mà con Qua nó làm má thất vọng quá. Thôi, con muốn nghỉ ngơi chút. Chừng nào cơm chín á, má kêu con Bảy vô kêu con nha. Tôi với anh Tốt hoàn toàn trong sáng. Anh đừng có lấy bụng ta suy ra bụng người. Đừng có nghĩ ai cũng ngoại tình giống mình.